nha, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Vũ Đài Gaming. Thì sau gần một tháng mất tích để đi tìm được một biến đổi mới sau khi server cũ không còn hoạt động nữa, thì mình đã tìm được một server mô phần update lên, khá là đông người chơi. Đây, chúng ta sẽ đến với mô online season 16 để từ nhà phát hành Real mô, và đây là trang chủ của nó. Mình sẽ để link mô tả ở dưới, và hiện tại có khoảng 5.288 người chơi. Nhưng mọi người chơi thật sự sẽ dao động vào khoảng 3.000 người. Đây là một server cũng là khá là đông và có rất là nhiều hoạt động như là debut này, robo này, săn khỉ này, rất là nhiều hoạt động cho anh em new buy có thể kiếm được group cũng như là các vật phẩm trong game. Và chúng ta sẽ quay trở lại với mục tiêu chính của video ngày hôm nay, thì là úp set thân má BA lên set thân 600 ADA, và để xem Season 16 có sự thay đổi gì về việc úp set hay không, và nó có đem lại sự mạnh mẽ to lớn cho nhân vật Unruser lão hoàng của đại gaming của mình hay không. Hãy bắt đầu. Đầu tiên chúng ta sẽ bỏ đồ ABA vào, yêu cầu đây, yêu cầu sẽ làm một món đồ ABA cộng 11 là thấp nhất, và có từ 16 đến 28 hộp, và một cái six stone nghĩa là một cái đảo, cộng thêm 10B, 10 sụp, 1 trao và 1 crack. Đây, 10B, 10 sụp, 1 trao và 1 crack. Tỷ lệ thành công luôn luôn là 100%, cũng giống như season 15 mà thôi. Múc. Ồ, đây là set của em nó mang lại. Đã mất đi dòng DD đối với server của mình, khá là thốt. Tiếp tục chúng ta sẽ úp những món còn lại để xem có mất hay không. Còn 11, 1 đá, 10 sụp, 10B, 1 trao, 1 gret, hy vọng là không mất. Ồ, nó sẽ mất đi dòng DD nha anh em, thật là vãi hồn. Như này thì ai chơi. Tiếp tục nào, cái chân. Đây là set cũ của mình, lúc DD25. Mười B, một crack. Nó giữ lại, nó sẽ giữ lại cái chân. Có tỷ lệ mất. Ôi thật là vãi linh hồn đối với server này. Cái việc mất thật hay không đối với các server Rytix, tức là tất cả các server lầu sẽ được phụ thuộc vào admin nha nhé. Khá là tốt. Như này là việc dùng mic để đập vào set đồ. Đừng có mất nha. Ồ, nó giữ lại được chân với quần. Ok, bây giờ mình sẽ đập set em này lên cổng chính để xem quick dam mang lại sẽ là bao nhiêu. Về server này thì cứ phát đài thôi nhé, không có gì mà phải lo lắng cả. 6 7, đôi mình có lúc mà. 8 9, 1 món, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Đối với server của mình thì việc úp cộng 10 được các admin chỉnh sửa thành là 100% để giúp anh em dễ dàng hơn trong việc nâng cấp set, và tất cả các item đều có thể kiểm ra được từ các event trong game, cực kỳ dễ dàng. 7 được. 8 9. Ôi trời ơi, đổ sụp này. Quả đen cho mình. Mình sẽ úp nhanh, cảnh mất thời gian của anh em. 8 9. Không sao lại là 1 2 3. Bài có
có lúc nên việc đập cũng là dễ anh em ạ. Đầu phòng đập cong thì lại tay chuẩn được không? Khá là thôn. Rồi ok, bây giờ mình sẽ đập lên cộng 10 luôn. Vì tỷ lệ cộng 10 là 100%. Dù đang nghĩ là 75 nhưng mà là 100% nha nhé. Múc. Đây. Đó là cộng 10. Tiếp. Chúng ta sẽ tiếp tục với áo. Chân. Và quần. Ok, như vậy là mình đã hoàn thành. Bây giờ mình sẽ mang em nó lên. Và đường width đang của mình từ 1000 hơn được 150 width. Còn thêm này là 1.9, bây giờ là 2000 hơn 200 width. Nhưng mà lượng đẹp. Ôi, lượng đẹp lại giảm. Đúng rồi, lần đẹp sẽ tăng lên một chút. Để xem click down của em nó. Click down của em nó bây giờ là 53. Khá là ngon. Mình sẽ lần down 28%, double down 25%, triple thì chưa có. Ở đây em nói chưa được tăng triple, mà chỉ được tăng click down và excellent down. Bỏ qua phòng thủ là sẽ là 7%. Và double down sẽ tăng lên 15%. Và một loạt các cái tăng khác. Và để test sức mạnh của em nó, đây mình sẽ thử cái này sẵn 1% đi, mình cho cái này lên 7.3. Hai cả hai sẽ này còn thấp hơn. Đây, bây giờ mình sẽ mang em nó lên về map, lên map DD1 xem. Bây giờ là lên DD1 để thử sức. Mình sẽ kiểm một bài quái gần nhất. Và nhân vật của mình hiện tại sử dụng skill root là Brutin nha nhé. Brutin. Đây, skill hệ lửa. Khá là êm. Bắn của em DD1 khá là dễ dàng mà em nói rồi. Bây giờ mình sẽ lên hẳn DD2. Đây, mình sẽ đánh tàng ở đây. Tám khá là ngon. Tàng gần như là liên tục. Của em mà đường đam là đạt đến 50 rồi, 50 cái đam, 48k, 51 cái đam, 5 người cao nhất lên được 51k, khá là ngon. Đến đây là mình giới thiệu như là một video kỷ niệm của mình, thuộc sẽ phần của nhân vật của Bruiser, nên sẽ ADA. Hy vọng anh em có thể đến với server của mình là server RealMo và tham gia cùng với cộng đồng anh em Việt Nam ở đây. Và có thể có những cái tốt nhất ở một season 16. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo. Bye bye.